giờ đó thử trước nha. Dạ. Thử trước nha. Mời anh Bảo đi, mời anh Bảo ra. Anh Bảo để giúp kiểm soát bệnh Diễm Sương. Còn anh Thảo sẽ nhìn bên Lương Tùng Quang. Okay. Để khi, tại vì trong khi hai người bắn nhau mà reload mình quên mình còn đạn hay không. Ok. Mà khi hết đạn bắn thì không được, không chết anh, nha. Anh có đếm la lên cho em biết không? Dạ em? Có, không, dạ có không, không, không có nói. Không nói, không nói cho anh đếm okay. thôi. Ví dụ em reload trước nha, đừng nói. Khi mà em reload đó, thì em reload lần lần cứ một ngón tay hai anh đếm tới thôi. Okay. Mà bắn một viên đạn là anh bớt lại. Ok, ok. Thôi. Khán giả có thể thấy hai em tập trung với nhau. Và khi mà khi bắn người kia chết đó, là mình cho lên một viên đạn liền. Okay. Bị phạt quẹt lên đây. Ví dụ bây giờ không không được anh quẹt giùm được. Bây giờ nếu lần tụi em bị bắn là một quẹt, người nào bị nhiều quẹt nhất là thua nha. Rồi bắt đầu. Ok nha. Khi nào bắn chết là ngưng lại liền nha, để nha. Khi khi chết thì phải là chết liền nha. Rồi bắt đầu. Ok, 1 2 vô. Phải có nhạc chứ. Không có chuyện đâu, bắn nhạc đừng lo. Kệ nó, kệ bắn nhạc. Ủa, phải có trống. Có trống cho cái, có nhịp. Đúng rồi, vui. Có cái nhịp để cho để vô trống à. Nhân để cái nhịp thôi, cái nhịp. Yeah. Rồi nha. Bắt đầu mở nha. 1, 2, 3. Chết rồi. Ô chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Khoan khoan. Bên đây còn ba viên đạn. Đây. Em bắn chỗ nào vậy? Em bắn thẳng. Bắn ngay đâu? Ngay mặt, ngay trán, ngay má, ngay miệng chỗ nào? Dạ, ngay. Ngực nó không? Hay là ngay trên đầu? Chắc ngay trán. Ngay trán ha. Một viên đạn ngay đây ngang cưng. Nó cũng y chang màu à. Đỡ chút. Rồi, đậm lên rồi. Bắn quá trời rồi đó. Đúng không? Rồi, bắt đầu làm bản nha. Làm lại. Vô. 1, 2, 3. Em bắn trúng ngay. Ngay đâu? Ngay cầm. Cái cầm. Ôi cha bể cái cầm luôn rồi. Úi cha bắn ngay cái cầm, bể cái cầm rồi. Dạ. Rồi bắt đầu làm lại nha. 1, 2, 3. Bể cái mũi luôn rồi. Dạ mệt quá. Bể cái mũi rồi.